Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Trăm năm trong cõi người ta, ngoại tình kia cũng có ba bảy đường. Người do chẳng thấy còn thương, người thì cuộc sống không đường nào lui. Người do một phút ham vui, người do tình cảm ngọt bùi qua mau. Yêu nhau tới bạc mái đầu, nói câu chung thủy bên nhau trọn đời. Ngoại tình đừng nhé ai ơi, nếu không thấy hợp hãy rời nhau ra. Chán nhau thì xin hãy ra tòa, mỗi người một hướng bôn ba đường đời. Yêu nhau trọn kiếp không rời, ghét nhau hãy nở nụ cười tiễn nhau. Thì thưa quý vị, những câu thơ ngày hôm nay nếu mà mình đọc ra cho quý vị, cô chú anh chị mình nghe, nếu mà thấy hay á thì quý vị mình hãy nhấn like để mà ủng hộ cái video này. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay mình nêu mời muốn nói cho quý vị cô chú anh chị mình nghe á, thì nó sẽ liên quan tới một cái trường hợp của chú này kể cho mình nghe, nhưng mà với một cái giọng điệu rất là buồn luôn thưa quý vị. Thì chú nói á, năm nay á, là chú Tinh Dũng, chú năm nay là chú 55 tuổi rồi, và chú hiện tại thì cũng có công việc làm khá là ổn định. Lương của chú mỗi tháng bây giờ ở nhà thời điểm bây giờ là 15 triệu đồng một tháng thưa quý vị. Thì thật sự mà nói á, so với cái thời điểm bây giờ mà gọi là kinh tế nó đang khó khăn á, thì 15 triệu đồng một tháng nó cũng có thể gọi là mức thu nhập là đủ sống cho một người. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng 15 triệu một tháng là không đủ xài nha quý vị. Nếu trường hợp mình còn phải thuê nhà thì cái mức lương này là không có cao đâu quý vị ơi. Thì chú Dũng mới nói là chú là mức lương của chú 15 triệu, vợ của chú thì bả 40 tuổi rồi, mà bả không có nghề nghiệp gì hết á, bả không có thích làm cái gì, bả chỉ thích ở nhà nội trợ. Với lại bả có một ước mơ đó là mình có thể là trở thành ngôi sao ca sĩ quý vị. Thì vợ của chú á là đã quen với một cái anh Việt Kiều, trong một cái sự tình cờ là bả đi tới một cái phòng trà bả nghe nhạc. Thì cái câu chuyện là vậy, bà vợ của chú Dũng á rất là mê hát mà nhạc bolero quý vị, bởi vậy cũng rầu ghê quý vị ha. Bởi nhiều khi á mà mình tới những cái khu mà địa điểm mà gọi là hẹn hò hát với nhau đồ này kia đó, trời, ta nói tới những cái chỗ không gian đó nghe nhạc nó hiu hiu chiêu chiêu, xong rồi uống nhâm nhi ly nước, rồi thí dụ như mình đi lẻ loi đi, mình đi một mình đi, cái mình ngồi một mình, cái xong ở cái bàn xéo xéo bên kia cũng có một ông ngồi một mình, lạng hồi hai người đá lông nheo nhau, lạng hồi thành hai mình ngồi chung luôn quý vị. Thì cái trường hợp này nó rất là dễ xảy ra trong một cái không gian lãng mạn và nó chiêu như vậy, đúng không quý vị? Thì vợ của chú Dũng cũng vậy đó, bà ta là 40 tuổi nhưng mà không có nghề nghiệp mà lại ước mơ là được làm ca sĩ bolero phòng trà. Thì vợ của chú á, đã đi vô phòng trà thường xuyên, một cái phòng trà mà bà rất là quen thuộc ở đó luôn, tức là chỉ cần là tới là coi như nhân viên, từ cái người nhân viên giữ xe cho tới người nhân viên phục vụ, người order nước, người ta đều biết hết. Và ngay cả là cái nhóm nhạc mà hát bolero, mà những cái người mà đánh trống hay là đàn đồ này kia, là người ta nhìn thấy mặt của vợ chú là quen luôn. Thì nói tới đây là chú Dũng nói tới đây là mọi người cũng biết là mức độ là vợ chú thường đi tới phòng trà cỡ nào. Mà trong khi đó cái đồng lương á, gia đình chỉ có một mình chú Dũng mà gồng gánh 15 triệu nuôi hai miệng ăn, hai vợ chồng già đó, mà bây giờ còn thêm hai đứa con, một đứa bây giờ là 15 tuổi đứa lớn, còn đứa nhỏ bây giờ 13 tuổi. Mà chú Dũng nói là cũng may là chú có căn nhà này của chú là nhà của ba của má để lại, thành ra là chú không có tốn tiền thuê. Nhưng mà tiền ăn uống rồi học phí cho con 15 triệu mấy cái đồng lương của chú không là thật sự không có cán đáng đủ. Nhưng mà may mắn cho chú Dũng là có người thân ở bên Mỹ, mỗi tháng thì cũng biết được cái hoàn cảnh chú Dũng khó khăn, thì người ta cũng giống như anh chị em bên đó, người ta cũng gom mỗi người chút đỉnh đó, thì gom vô mỗi tháng cũng phụ cho chú Dũng được thêm là 300 đô để mà nuôi cho hai đứa con đi học đó quý vị. Thì nhờ như vậy thì chú Dũng mới có thể là cái đồng lương 15 triệu mà phụ nuôi gom mới đủ nuôi được 4 người chứ. Nhưng mà bây giờ ngặt nổi là vợ chú Dũng lại thích đi tới phòng trà, mà quý vị biết một cái vé mà vô trong đó nghe nhạc á là mình bao gồm luôn cả cái phí mà mình uống một ly nước ở đó luôn đó nha, là bèo bèo cũng phải 150-200 ngàn một cái vé một đêm đó quý vị. Mà vợ của chú Dũng thường xuyên đi tới đó là quý vị biết cái mức độ bà ta như thế nào. Thì chú Dũng mới nói là mình nói vợ không có được, mình cản bả không có được. Chú cản bả mà càng cản bả càng giống như là vợ chồng càng xích mích, nên là chú riết chú chán, không muốn cản. Bả muốn đi đâu bả đi, miễn sao là bả không bỏ chồng bỏ con, bả vẫn lo cơm ngày ba bữa là được. Thì chú mới nói là một thời gian gần đây chú thấy vợ chú lạ lắm. Bả ăn diện, bả đẹp ra hơn rồi, xong rồi bả ca hát líu lo ở nhà, cái miệng lúc nào cũng hát hết trơn á. Mà bà thường hay là gọi điện thoại nói chuyện mỗi buổi khuya nha, là bà nói chuyện điện thoại với ai, bà gọi điện nói chuyện khuya lắm. Mà đêm nào cũng, dạo gần đây là đêm nào bà cũng nói chuyện khuya hết trơn á.
Thì chú Dũng mới ngày hôm hôm đó chú Dũng mới dạng đi canh me quý vị, kiểu canh me vợ mình á. Thì để ý là vợ mình cứ hễ mà thấy mình ngủ có vẻ say á là bả sẽ lấy điện thoại ra ngoài, bả nói chuyện với ai ban đêm ở ngoài hành lang nhà. Nên là chú Dũng mới thấy vậy là canh canh me. Thì chú Dũng mới nghe và đoán được á nha, là cái cuộc điện thoại đó là từ xa và đó là một cái người đàn ông. Thì chú Dũng mới bắt đầu là điều tra thêm nữa quý vị. Mỗi lần mà vợ chú Dũng nói là đi tới phòng trà để coi ca nhạc á, là chú Dũng sẽ để hai đứa con ở nhà, đứa lớn 15 tuổi nó sẽ có chịu trách nhiệm, đứa em hai chị em tự ở nhà cũng lớn rồi quý vị, hai chị em tự ở nhà. Rồi chú Dũng đóng cửa nhốt hai đứa ở trong, rồi chú đi theo điều tra vợ, đi lần theo vợ, vợ đi tới phòng trà thì chú Dũng là đi theo sau đuôi á, nhưng mà không cho bà biết. Xong rồi vô tới nơi á, là chú Dũng cố tình á, là kiếm một cái bàn, kêu cái người nhân viên người ta sắp xếp một cái bàn ngồi nó gần gần, giống như là một cái khoảng giống như là nó vừa đủ, nó không quá xa, được không có khuất tầm nhìn, để mà chú Dũng có thể ngồi nhìn thử coi thì vợ mình ngồi bên đó là ngồi một mình hay là ngồi mấy mình. Thì quý vị biết không, một cái câu chuyện đau lòng là chú Dũng kể á, chú á, hả đã phát hiện ra lần đầu á, chú đi thì công nhận chú thấy vợ chú ngồi có một mình thôi, nhưng mà cái lần thứ hai chú đi theo dõi bả đó thì chú lại thấy á, là bà ngồi ở đó, xong cỡ khoảng tầm 15-20 phút sau á, thì có một cái người đàn ông đi vô, đi từ phía sau đi vô và ngồi kéo ghế ngồi chung với bả. Mà cái cách á, cái cách mà người đàn ông đó kéo ghế ngồi chung với vợ chú Dũng, cái cách giống như là rất là thân thuộc, rất là thường xuyên. Có nghĩa là vợ chú Dũng hoàn toàn không có bất ngờ, có nghĩa là hai người thường xuyên ngồi coi ca nhạc chung với nhau. Thì chú Dũng thấy là trong cái chỗ đó là cái chỗ công cộng, có đông người, người ta đang đang nghe ca nhạc, mình đâu có thể lại bắt gian tại trận rồi đánh ghen này nọ quý vị. Thì đàn ông nữa, người ta cũng dằn tính, cho nên là chú Dũng mới về nhà, rồi bắt đầu là theo đuôi vợ tới khi về nhà, rồi bắt đầu chú Dũng mới là lấy điện thoại ra chụp, cái chú có chụp hình và quay video cái cảnh mà vợ mình ngồi coi ca nhạc với cái người đàn ông đó và có những cái cử chỉ thân mật á. Thì khi mà về nhà thì chú Dũng mới bắt đầu là chất vấn vợ mình. Thì vợ của chú á, thay vì biết chồng mình biết như vậy thì bà sẽ sợ đúng không? Chưa, bà sẽ giống như là sợ chồng mình biết là mình sai, tại vì cái câu chuyện này là mình là cái người sai mà, thì sợ. Đằng này là bà gọi là thượng đội thà hạ đạp luôn không quý vị, tức là bây giờ biết rồi là bà không còn sợ, bà ngông nghênh luôn. Thì chú Dũng nói đây mới là cái điều đáng tức, bà không thấy bà sai mà ngược lại bà còn nói là chú Dũng gọi là đàn ông hết đát. Bà dùng từ bà nói chú Dũng xài xể, bà nói là ông là một cái ông chồng hết đát, ông không có đáp ứng cho tôi được cái này kia, thì ông cũng đừng bao giờ mà ý kiến ý cò. Bây giờ ông muốn giữ cái hạnh phúc gia đình, hai vợ chồng hai đứa con, thì ông đừng có làm lớn chuyện lên. Còn một khi mà ông muốn làm lớn chuyện lên á, là để cho hai đứa nhỏ đó nó xấu mặt ở ngoài đời á, là ông cứ làm đi, tùy ông. Thì giống như là vợ của chú Dũng á, cố tình lấy hai đứa con ra để mà làm cái bức bình phong, để mà đe dọa chú Dũng, để chú Dũng đừng có làm lớn chuyện, để bẻ mặt hai đứa con. Thì chú Dũng bây giờ đang trong cái tình thế khó xử, chú Dũng mới hỏi bà vợ chú là cuối cùng là bà qua lại với người đàn ông đó là ai, người đó ở đâu, như thế nào. Thì lúc này vợ chú Dũng mới nói là tôi không có nói tên người ta, nói làm chi để ông biết ông điều tra người ta hay gì, rồi ông làm phiền người ta nữa. Thì ông chỉ cần biết cái đó là người mà tôi với người ta là bạn tâm giao với nhau trong cái giống như là cái niềm đam mê âm nhạc. Bây giờ người đó ông không có chung gu với tôi, thì bây giờ người ta chung gu với tôi vui thì tôi đi chơi với người ta như bạn như bè thôi, ông ghen cái gì. Mà tôi nói cho ông biết, người ta giàu hơn ông nhiều, người ta là Việt kiều Mỹ chứ không phải là như ông mà dạng tép riu mà lương một tháng 15 triệu như ông đâu. Sống là còn phải nhờ gia đình ở bên Mỹ gửi tiền tháng 200-300 đô, người ta là người ta Việt kiều Mỹ hăng hoi chính hiệu á. Thì lúc này vợ chú Dũng xài xể quý vị, và dùng những cái lời lẽ là mang cái mác Việt kiều Mỹ của cái ông mà vợ chú mới cặp á, đem ra để mà giống như là hạ bệ chú Dũng xuống. Thì cái người đàn ông mà quý vị, mình cực khổ, mình lao tâm lao lực, bây giờ mình 55 tuổi là gần tới cái ngưỡng là về hưu rồi, 60 sáu mấy về hưu rồi, mà bây giờ vợ mình mà gọi là bả bào sức mình, bả bào sức mình, bả nhà bả nội trợ không, rồi cứ đi hú hí hát ca, mà bây giờ bả còn giống như là còn khinh khi mình, rồi hạ bệ, rồi chê bai chồng mình đồ này kia. Thì chú Dũng trỗi dậy cái sự tức giận quý vị. Nhưng mà bây giờ tức thì không có làm được, bởi vì bây giờ cái đứa con gái lớn 15 tuổi và cái đứa con trai 13 tuổi, bây giờ đứa con gái lớn nó 15 tuổi nó gần như là nó nhận thức được đủ hết trơn rồi. Mà bây giờ nếu như ba má làm cái điều đó ra, rồi con gái mà nó đi ra ngoài đường, nó bẻ mặt với thiên hạ, rồi ít năm nữa mà nó lấy chồng á, thì ai dám lấy nó, tại vì người ta sẽ nhìn vô cái gia cảnh ba má, người ta thấy má không ra gì thì người ta cũng không dám lấy con gái luôn. Thì chú Dũng mới ngồi suy nghĩ, lo cho đứa con gái của mình, lo cho số phận nó sau này, chồng vợ nó lấy chồng rồi gia đình chồng coi thường con gái mình này nọ.
Cho nên chú bây giờ đang trong cái tình thế gọi là đau đầu nhức óc. Và chú Dũng nói là sau khi cái ngày mà cãi nhau lồng lộn với vợ chú Dũng á, thì bà thừa nhận là bà cặp với cái ông đó là Diệt Kiều Mỹ quý vị. Và ông đó là 45 tuổi, trẻ hơn chú Dũng là tới 10 tuổi. Đó. Và không những vậy, bà còn nói là cái ông Diệt Kiều Mỹ đó là bây giờ gọi là coi như là bên Mỹ là vợ mất rồi, chỉ có hai đứa con gái thôi. Đó. Và hai đứa con gái của ổng bây giờ là cũng dạng như là lớn rồi. Cho nên là ổng bây giờ muốn tìm niềm vui cho bản thân. Vì vậy mà ổng về Việt Nam để mà ổng có một cái niềm đam mê rất là thích đi phòng trà nghe nhạc. Thì ổng thường xuyên vô đó nghe, và mỗi lần ổng về Việt Nam là ổng thường xuyên lui tới cái phòng trà đó nghe. Và tình cờ là ổng gặp được vợ chú Dũng ở trong đó đi nghe phòng trà có một mình thôi. Và cũng thường xuyên giống y chang ổng. Nên là hai người giống như là có một cái sợi dây kết nối làm người bạn tâm giao mê bolero quý vị. Khổ chưa? Bởi vậy bolero là nhạc trữ tình, trời ơi, người ta gọi là trữ tình yêu quê hương này nọ các kiểu mà mấy người này không hiểu nổi luôn. Rồi á, xong rồi chú Dũng nói bây giờ hoàn cảnh chú éo le lắm, vợ chú bây giờ coi như là bả ly dị là bả không ly dị, mà bây giờ á, ly thân, chỉ có ly thân thôi chứ không có chịu ly dị. Nhưng mà bây giờ vợ chồng đi ra đi vô á, chạm mặt á, là bả tỏ thái độ bả không có tôn trọng chú Dũng. Bả chì chiết rồi bả bắt đầu bả nói bóng nói gió, nói giống như là thằng cha mày bất tài lắm, thằng cha mày vô dụng lắm này nọ. Tức là nói với hai đứa con, cố tình nói miệt thị chú Dũng trước mặt hai đứa con vậy đó. Thì bây giờ chú Dũng nói là chú thương hai đứa con, chủ yếu là bây giờ sống ly thân với bả là cũng chỉ vì là hai đứa con đó. Chứ nếu mà thật sự không vì cái đứa con gái đầu lòng và là chủ yếu là chú Dũng chia tay bả từ ba đời dương rồi quý vị. Nên là bây giờ chú Dũng cứ phải là ngậm bồ hòn làm ngọt quý vị, tức là bây giờ cứ im lặng như vậy. Vợ bây giờ vợ muốn là ly thân thì bây giờ chiều bả ly thân, rồi một lúc nào đó bả chán chê mê mỏi mà bả muốn ngã vào cái vòng tay của cái ông Diệt Kiều Mỹ 45 tuổi kia đó, bả muốn ly hôn thì chú Dũng cũng cho bả let go luôn. Thì bây giờ vợ của chú là chỉ là đang say nắng thôi đúng không? Chú hỏi như vậy đó quý vị, trời ơi, công nhận mình nghe cái câu đó mình thấy nó đau lòng sao đâu quý vị ha. Thì ở đây cô chú mình lớn tuổi, đặc biệt là những chú, những anh mình lớn tuổi, mình sẽ hiểu được cái cảm giác nếu như chẳng may cái người bạn đời vợ mình ăn ở với mình mười mấy hai chục năm mà tự nhiên đùng một phát tự nhiên hả, coi thường mình xong rồi cấm sừng mình rồi này kia, thì mình sẽ cảm giác như thế nào. Công nhận mình thương cho cái hoàn cảnh chú Dũng vô cùng. Thì chú mới nói là bây giờ chú chỉ có hy vọng là trong cái giai đoạn ly thân này, vợ chú có thể là bình tâm lại và vợ chú có thể là nhận ra được là gia đình nó vẫn quan trọng hơn. Bởi vì là chú nói là chú, vợ chú nói với chú là tại vì chú Dũng vô tâm cho nên bả mới đi ra ngoài bả tìm người có thể là cho bả tình cảm. Trong khi chú Dũng nói trong khi bả cần tình yêu để làm động lực sống, vậy tại sao bả không chịu trao giống như là dung bồi tình cảm vợ chồng mà đi ra ngoài đi tìm tình cảm bên ngoài. Và chú Dũng là chú nói là bản thân chú không muốn khoe bản thân mình. Nếu mình khoe đó là thành là giống như là mình tự mãn quá, cho nên chú Dũng không muốn nói. Nhưng mà nếu mà ai hỏi ai mà quen biết chú Dũng thì chú Dũng nói là ai mà quen biết chú đều biết là cái tánh chú sống rất là trước sau như một, dạng như có trước có sau, sống rất là tử tế chân thành. Mà bây giờ vợ mình đành tâm đối xử với mình như vậy, hoang mang vô cùng. Bây giờ chú Dũng không biết làm sao. Thì đây là cái nỗi lòng mà của chú Dũng quý vị. Khi mà lấy một cái người vợ mà bây giờ vợ cặp với lại Diệt Kiều Mỹ 45 tuổi đó, bây giờ khổ tâm chưa. Thì cái bài thơ mà ở đầu cái video Nêu 10 đọc chú quý vị nghe đó, nó cực kỳ ý nghĩa và nó phù hợp trong cái tiễn cảnh này. Bây giờ nếu mình chia tay thì bây giờ mình vui vẻ, mình gọi là chia tay trong một cái sự gọi là cái gì, vui cười. Chứ mình đừng có chia tay trong một cái kết cuộc mà đẫm nước mắt quý vị. Tại vì nếu mà chia tay mà trong cái sự gọi là vui cười thì đôi bên sau này gặp lại nhau, mình vẫn có thể là có một cái tôn trọng nhất định cho nhau. Rồi mình cũng có thể là mình cùng là hợp sức lo cho con. Mình mặc dù cả hai đều có thể tìm cho mình một cái bến bờ hạnh phúc mới. Nhưng mà song song bên cạnh đó, những cái lúc nào đó cần phải cho con chung của mình thì mình vẫn có thể hướng về cùng một hướng để lo cho con. Còn bây giờ đằng này mà nếu như cái bà này bà ẩm ờ, bà dạng như giống như là bà vợ chú Dũng, kiểu như là bây giờ giống như là bà chia tay chồng là không chia đó, bà rất là khôn. Quý vị ngồi suy nghĩ lại, có phải chăng là bà này rất thông minh? Bà cố tình là bà không chia tay chồng mình hẳn hoi ly hôn là bởi vì bà sợ, bà cũng 50-50, sợ là cái ông Việt Kiều Mỹ kia không biết là có chịu giống như là chịu trách nhiệm cuộc đời còn lại của bà hay không. Đó. Nếu như mà trường hợp mà ông đó chịu giống như là đến với bà, yêu bà chân thành rồi bảo lãnh bà qua Mỹ là chắc chắn là bà đá chú Dũng liền trong vòng một nốt nhạc thôi quý vị, chưa tới một nốt nhạc nữa. Nhưng mà cái này em thiết nghĩ, nêu 10 thiết nghĩ rằng do là cái ông Diệt Kiều Mỹ đó cũng chưa có bày tỏ là muốn giống như là tiến xa với bà, cho nên thành ra là bà bây giờ bà ở mờ với lại chú Dũng. Đó, để mà 50-50, lỡ thí dụ như không thành với ông kia thì mình quay về,
mình quay về làm một cái người vợ rồi là tốt với chồng với con đồ này kia đó quý vị. Trời ơi, em nói quý vị ơi, cái này gọi là cái gì, bả đi cái nước cờ này là quá là cao tay. Trường hợp này á, mà nếu như á, mà gặp phải một cái người đàn ông nào á, mà dạng như là cái tánh người ta cương trực, cái tánh người ta mạnh mẽ, mà dạng như cái đầu người ta lạnh á, là chắc chắn cái bà này gọi là bả đi rồi, bả đi lâu, bả cuốn gói đi lâu quý vị, bà vợ nè. Thì bây giờ á, nếu mà mình thương hai đứa con á, là mình không nên sống như vậy. Tại bây giờ sống như vậy thật ra là bên ngoài thì thấy hạnh phúc, nhưng mà bên trong nó có hạnh phúc miếng nào đâu. Hai đứa con nó sống trong một cái cuộc hôn nhân ba má không hạnh phúc thì hai đứa nó có chắc hạnh phúc không? Mình ngồi mình suy nghĩ vậy đúng không quý vị? Không, nếu mười nói thẳng nói thật nha quý vị nha. Cho nên là mình đừng bao giờ lấy hai đứa con ra để mà mình nói là mình như vậy hy sinh để con mình nó vui. Nó có vui đâu, nó biết được ba má là giống như là má đi ra ngoài lăng nhăng như vậy, nó có vui đâu quý vị, không có vui chút nào luôn á. Thà rằng bây giờ cái gì nó rõ ràng, thí dụ như má đi ra ngoài, má cặp bồ, má có người đàn ông khác thì bây giờ chia tay, hai tụi con sống với ba, cái gì nó rạch rồi cái đó, thì lúc đó cái tình cảm tụi con sẽ nghiêng về ba 70%, nghiêng về má 30%. 30% nghiêng về má là tại vì tụi con mang cái ơn là ơn nghĩa sanh thành của má thôi. Đó, mình gõ nét như vậy, cái gì nó rõ nét cái đó quý vị. Còn như bây giờ cái kiểu này là mình thấy gọi là gì, nó gọi là không có rõ ràng, một cái mối quan hệ mập mờ đó. Thì thưa quý vị, là đến đây thì cá nhân á, nêu mùi có một chút góp ý ở cuối video như thế. Còn riêng quý vị cô chú anh chị mình á, thì mình có những cái ý kiến gì riêng của cá nhân mình, thì quý vị cô chú anh chị mình có thể là comment bên dưới cái video để chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn quý vị cô chú anh chị rất nhiều, và rất mong quý vị có thể là nhấn like hoặc subscribe đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.